Tất nhiên rằng đọc một đoạn sáng giảng trong quyển tư mà Đức Thầy đã sáng tác ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Mão 1939 tại tòa soạn 846 câu. Xin trân trọng kính mời các thầy tiên đến diễn đàn. Nam mô A Di Đà Lời ta dạy hãy nên suy nghiệm, phải hóa tàn ngủ ẩn trong mình, chớ tham mà trong ý muốn mặc tình, ráng định tâm chờ cho nó tìm, chớ gây gỗ là sân hại diệt, cho nó đừng thấp thống trong lòng, thêm chữ si thiệt quá lòng vòng, nên định tâm định chế tìm nơi lanh nhuận tâm, chớ nhớ ngã cũng là quán gấp dẹp, ta chớ nên phân biệt với người, dẹp năm tên được mới mừng cười, vô quán tướng mới là thiệt tướng. Thôi em lấy kiếm không thấy được. Người tu hành phải trợ nghiệp chứng dây bóng an, mới đặng an nhàn. Tổ nhiệm vào thân thể bất an, sắc mến nó ngày kia lâu khổ, ta nghiệm xét từ đời bản cổ, có ai dùng mà đặng thành tiên, mà đời nay theo nó liên miên, chữ tài của khổ riêng một kiếp. Bày tội cướp nào ai có tiếp, mà đời nay nó cứ mày làm. Chờ khi hùng khuyên chớ có ham, mà lao lý tâm thân trần thơi, kẻ nhất già thường sanh ba khi, để gạt người làm thế cho mình, ngày sau này lắm nói tội tình, sao sanh chúng chẳng lo cải sửa, bệnh non dịch thường hay ôi mưa, mà dương trần chẳng chịu quá kiên dèm, qua năm về đến lúc mùa hè, trong bát tánh biết ai hữu chi, ta chịu lệnh thấy quân thọ khi dình nghiệp lòng đàn cứu
trần, nên ra đời dạy dỗ ân cần, khuyên ba tánh dạng dân liệu lấy. Khổ giới tám ngày nay có mấy sợ mấy sao, dòm thấy bay hồn trừ tà gian còn thiện chỉ tồn cảnh sông máu mũi sương tha thiết trần giới tới bây giờ nào biết chừng nhìn xem hư thiệt ơi tường ta bây giờ tu niệm tầm thường sao danh thể xả hương khắp chốn nhà giàu có xài không sợ tốn phải để tiền cho kẻ nghèo nàn lo ăn xài trà rượu sinh hoàng chừng khổ não hoạn nạn căng sâu lời truyền sám như bài tông đâu ai biết tầm thầy đang hướng nhờ ta khuyên tu nhân cứ mãi ngờ sợ gặp chúng kiếm su kiếm cắt nam mô Di Đà Phật.